5. Con được ơn gì của Chúa vắn gọn chia sẻ cho mọi người. Dạ con kính chào cha và con xin chào cộng đoàn. Con là Maria Phạm Thị Hoài, con ở giáo xứ Kiệt Sạc ở ngoài Bắc, ở Hải Dương. Đoàn của con đi 13 người là đến kia và thì con được ba ơn cha. Thì con được ơn thứ nhất là con vào đây làm chứng cho cháu, con lội của con. Là năm ngoái, tháng 7 năm ngoái là con dâu của con có thai ông to đến tháng 7, tháng 8 mà. Thì tháng 7 thì con dâu của con đi siêu âm. Thế là bác sĩ bảo là thai nhi trong là giãn thận. Thế thì bác sĩ bảo là thôi thì cứ về để đẻ xong thì là vài tháng cho cứng cáp để lên đây kiểm tra. Thế thì con được 2-3 tháng thì hai vợ chồng cháu đi trước đi là con cũng bảo các cháu là lên xem phải cầu nguyện. Vâng, thì là lên đến thì bác sĩ bảo là thôi về lấy giấy ở xã lên huyện lên tỉnh thì để phẫu thuật. Thế thì bảo tiêm cho một mũi vào để dạch giãn mạch máu ra để phẫu thuật cho nó dễ. Thì 50-50 chả. Thế thì con dâu với con trai của con gọi điện về cho con thì con tất cả là tín thác vào Chúa và con nhắn tin vào cho cha là cha nhận lời luôn. Thế là gia đình nhà con tất cả là anh em chị em là cầu nguyện cho cháu. Thế đến lúc hôm sau đi kiểm tra lại thì thôi cháu lại bình thường rồi, bác sĩ bảo ôi ngạc nhiên. Đó là ơn thứ nhất, còn ơn thứ hai. Vâng, ơn thứ hai thì con cũng năm ngoái con mới biết thì lòng thương xót của Chúa thì con đầu năm nay thì con cho con trai của con với con gái của con vào trong đây để xin cha đặt tay và xin Chúa chữa lành cho. Thì con gái của con bị bệnh 2 năm nay là bị thoát vị đấy. Và đi tiêm rồi đi uống thuốc ở đâu đến 150 một mũi, 200 mũi cũng không khỏi. Thế thì là và tối lại tiền đình. Thế là con gái của con vào đây được cha đặt tay xin Chúa được chữa lành cho con gái của con. Về đến nay là con khỏi hẳn mà đi làm đến 9-10 giờ đêm cũng không sao chả. Ơn thứ ba. Dạ còn ơn thứ ba thì con năm ngoái con mới biết thì con ước ao lắm. Con định đầu năm con vào với con trai. Thế nhưng con thấy con gái con bị bệnh thì con nhường nhớ con gái con đi trước. Thế thì giờ con mới ước ao ở đây để con biết đến lòng thương xót của Chúa. Và con xin cha được đặt tay cho con để con vững vàng thêm đức tin và sốt sắng cầu nguyện và chia sẻ lời Chúa cha. Đây tôi gửi tặng cho chị cái máy gửi cho con của chị nha. 300 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để biết cách lần chuỗi lòng thương xót Chúa. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho cái đứa ở nhà nha. Xin Chúa toàn cho con. Rồi bé đây đây con, đây con đứng trên này, đứng trên đây. Rồi bé có gì nói to đi cho mọi người nghe con. Đây đây con.